Trời ơi, cắt thế này thì lấy cái gì mà ăn? Hơn 100.000 một cân tôm đấy con ạ. Dâu đảm ấy là dâu đảm, có mỗi con tôm mà cũng không làm được. Không hiểu làm được cái việc gì nữa. Trinh ơi, Trinh À, hàng đến chơi đi hả cháu? con chào Lên bác. nhà uống nước đi. Bà, đợi tôi tí, đang dở tay. À, Con ngồi đây cũng được ạ. thế ngồi đây cho vui. Kinh, người đẹp hôm nay lại vào bếp cơ đấy. Bác ơi, Hả? nhà mình hôm nay làm món gì mà hoành tráng thế ạ? Hoành tráng gì đâu, bác làm món bánh tôm đãi cả nhà. Thế hả? Nhưng mà cái đà này á, chắc bánh cũng chả có mà ăn. Bác, bánh tôm là món sở trường của cháu đấy, bác để cháu làm cho. Thôi, bẩn hết quần áo của cháu ra. Bác này, chỉ cần lúc về bác cho cháu mấy cái bánh tôm mang về là được ạ. Để tôi làm cho. Thế thì làm cho bác đi. Con dâu bác nó chả biết làm Vâng gì. ạ. Bác cứ nói thế, cháu chỉ giỏi hơn Trinh cái khoản nấu ăn thôi ạ. Còn tất cả các khoản khác á, Trinh giỏi hơn cháu nhiều. Mẹ ơi, mẹ để con làm cho ạ. Thôi, cứ ngồi yên đấy, ngồi xem mà học. Đây, nhìn tôi mà làm đây này. Bóc cái này ra là được ấy mà. Đơn giản. Cháu ở nhà đảm đang phải biết nhỉ. Cháu đảm bình thường bác ạ. Khổ quá, cắt thế này cơ mà. Cầm cái kéo không nên thân. Cháu khéo léo giỏi giang như thế này, giá mà bác gặp cháu từ ngày xưa nhỉ. Không biết vì sao em làm chuyện gì cũng không vừa ý mẹ. Mà em về làm dâu cũng 5 năm rồi chứ có ít đâu. Sao mẹ vẫn không thích em nhỉ? Bởi vì em là gái miền Trung du. Chuyện đấy có liên quan gì? Sao lại không liên quan? Ngày trước bố đi công tác ở trên đó và có tình cảm với một cô. Mẹ ghen nên bây giờ ghét lây sang em đấy. Thì ra là thế. Bố mình á? Anh không đùa em chứ? Anh đùa em làm gì? Chuyện xảy ra lâu rồi. Nhưng mà tính mẹ thì em biết rồi đấy. Nên em cố gắng thông cảm với mẹ nhé. Có gì đâu mà phải cố gắng. Bấy lâu nay em ở thấy nhà mình vẫn vui vẻ mà. Chỉ có điều hình như dạo này mẹ khắt khe với em hơn thì phải. Không có chuyện này đâu. Em tự tưởng tượng ra thôi. Sáng nay em thấy ở trên mạng người ta đang nhượng lại mấy căn chung cư giá tốt lắm anh ạ. Hay là vợ chồng mình cố gắng mua lấy một căn. Tiền đâu ra mà mua? Thì vợ chồng mình có tiền tiết kiệm cũng được kha khá rồi. Nếu thiếu thì mình vay ngân hàng. Vợ chồng mình chưa cần nhà lắm, tự nhiên mang nợ vào người làm gì? Mà ở đây cũng rộng rãi, thoải mái mà. Em không có ý nói là nhà mình không rộng rãi. Nhưng anh nghĩ mà xem, vợ chồng mình cũng từng này tuổi rồi, cũng nên có một mái ấm riêng. Có nhà rồi mình sẽ sinh con anh nhá. Chuyện mua nhà anh không phản đối, nhưng để từ từ đã, anh phải xem xét rồi mới quyết định được.